Bạn cuốn Honey bữa nay bạn ấy sung quá. Con giờ con chưa xuống sông nữa mà bạn ấy nhảy xuống sông và bơi qua sông luôn. Đây là thần thú giúp con đi phóng sanh nha quý vị. Để con có niềm vui trong cái việc ở trong thiên nhiên con đỡ bị cô đơn á. Đó, bơi qua bên sông đứng rồi đó. Giờ con đợi thuyền về. Giờ này chưa thấy ai về hết. Chiều nay nước lớn nè.